Rồi mình dựng lắp xong rồi nè. Bây giờ coi qua cái sụt cót nha. Sụt cót này á, sụt cót này cơ bản nó quy về cái kiến trúc Microservice. Đây là IP nè, IP đi gửi nó từ cái xanh nè. Còn worker là để nhận khi mà bấm IP, bấm gửi nó từ cái xanh cái á, thì IP nó sẽ gọi vào cái rabbit MQ của bên worker, nó sẽ lắng nghe cái rabbit MQ và nó bắn cho nó từ cái xanh. Là những cái hình trên đây nè. Đó là IP nè, IP server nè. Bắn đẩy đẩy vào rabbit MQ nè, rồi worker lắng nghe rồi bắn bắn dùng qua bắn qua dịch vụ bên thứ ba rồi tới cái điện thoại của mình. Còn cái này cái hình của mình nhờ viết cho cái này là hệ thống phức tạp nha. Hệ thống này chỗ này là nhiều máy chủ nè. Khi mà hệ thống nó ke lên đó là nó có nhiều máy chủ, IP nó có nhiều máy chủ và dựng load balancer lên. Ở đây cũng là nhiều máy chủ worker nè. Mình demo có hai cái trong đây nè, là cái hình mình thôi. Đây nè. Đó, IP là một máy chủ nè nha. Đây là một máy chủ nè, đẩy vào rabbit MQ. Rồi rabbit chủ worker này sẽ lắng nghe. Cái này mình ke hai con lên để cho demo dễ thấy á. Đó. Còn khi mà nhiều máy chủ lên đó, nhiều máy chủ lên đó thì mở rộng cái thằng này nè. Mở rộng này ra nhiều 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 app nè, là cáp nè, đây nè, IP rồi. Đẩy cái app này lên từng con server. Đẩy cái app này lên từng con server. Đó. Đó, từng con server nè, từng con server. Đó. Rồi bắn. Và có một điều đặc biệt như thế này á, là bắn này nó chỉ nhận một lần thôi, mặc dù có hai con worker để lắng nghe notification, nhưng mà nó chỉ bắn được một lần thôi. Lý do là sao? Lý do là chỗ này nè. Lý do chỗ này nè, rồi đây nè, cái nối từ cái quy này nè, nó trùng tên đó. Đó, nó trùng cái tên nè. Cái tên mình đặt không biết, mà đặt cái gì cũng được, mà trường hợp này mình đặt là cái chuỗi như thế này, nó trùng tên. Tức là sao? Tức là hai con worker này nè, nó trùng tên hai con worker đi lôi nè. Tức là mình lấy cái app này nè, mình lấy cái app này nè, mình đi lôi lên, lấy cục này thôi nha, lấy cục này đi lôi lên server. Đó, đi lo lên server này, đi lo lên server này, thì vô tình hai con này nó trùng một cái nốt TV cái xanh queue anh em đó, là nó sẽ xài chung một cái hàng đợi. Và khi ra ra biết em quy bắn bắn sẽ bắn một cái một trong những thằng này thôi. Trường hợp thằng này chết thì còn thằng này, nó đó là tính sẵn sàng cao. Giờ bắn thử này nha. À, public nè, cái hàm public nè, rồi cái hàm public nè, hàm public nè nó lấy từ cây nè, nếu không có thì lấy từ database đó, xong rồi lưu cây lại, lưu vào vào Redis lại, xong rồi đẩy đẩy vào ra biết em kêu nè, nó đẩy cái device bên worker lắng nghe nè, ở bên worker consume nó nè, nó rồi gọi bên dịch vụ bên thứ ba quanh channel tạo notification đó. Giờ bắn thử nè, cái điện thoại rồi đó, qua đó, ủa điện thoại rồi. Đó đây nè, nè nó ghi cái xanh nè, nó bắn qua nè, kéo xuống nè, đó. Bây giờ mình thử khoan từ gửi lại nè, đã gửi nó ghi xanh này, mình test thôi. Bây giờ mình tắt một trong hai con server nha. À, bây giờ mình tắt con một nha, worker một con trên đây nha, worker một. À, mà quên nữa, mấy con này mình chạy Ubuntu hết trơn nha, Linux Ubuntu server. Tắt này nè, tắt worker 1 rồi. Đó, giờ còn worker 2. Còn worker 2 thì nó vẫn bắn được nó vì cái xanh bình thường nó. Bắn nè. Đó, nó qua nè, thấy không? Test xe nối vì cái xanh 5 nè. Đó. Đó là tính sẵn sàng cao đó, một cái ý đồ của người ta ở đây nè, người ta dựng nó nè, người ta dựng một cụm server nè. Đó thì mình ở đây mình demo lại hai con thôi, ở đây mình demo lại hai con thôi, con này chết thì còn con này mình có thể dựng nhiều con tùy theo cái hệ thống mình nó lớn như thế nào mà dựng nhiều ra. Khi mà làm cái lab này mình chưa biết cách đo, ví dụ như máy chủ A này nè, máy chủ này nè, cấu hình là cái gì đó, RAM nhiêu đó, CPU nhiêu đó, thì có thể ke được bao nhiêu user cùng lúc. Cái đó mình chưa biết cách tính đó, thì mình tính rồi được cái mình mới nhân server lên, mình mới mở rộng cụm server này lên nè, mở rộng cụm server cái nó gắn cao bằng tải vô nè. Rồi cái này worker lock lock này, ở đâu cái nè, đó cái cụm server này nè, là cái cụm này nè, cái cụm đằng trước này nè, này hiện tại mình demo là một con nghe cho nó dễ nha. Đó, nhiều con thì mình gắn cái cân bằng tải trước,
Ở ngoài gọi vô cần bằng tải này, nó sẽ điều phối đến một trong những con server ở trong đây, rồi nó sẽ bắn nút tiêu biến xanh. Worker cũng vậy, worker mình demo là hai con đó, để cho mình thấy rõ đó là cái sơ đồ này nè, cái sơ đồ này nè đó, cái sơ đồ này là sơ đồ tổng quát nè của cái hệ thống lớn đó. Còn của mình làm là hệ thống nhỏ nhỏ, demo nhỏ nhỏ đây, dễ nhìn thôi, dễ xem. Mình làm dưới cũng phức tạp đó, dựng nãy giờ làm cả tiếng, mấy tiếng, gần 2 tiếng rồi thôi. Xong rồi á,